Ok, chào các bạn đã trở lại kênh của Amy. Đây là món nail Amy đã sơn xong rồi nha các bạn. Hai ngón này Amy chỉ sơn một nước thôi. Hôm nay Amy sẽ chia sẻ với các bạn là Amy sẽ dán phôi marble nè. Bây giờ Amy sẽ apply một cái nước gọi là nail oil thôi glue nha các bạn. Đây là cái hiệu luôn nè. Amy sẽ apply lên cái ngón này là cô khách cũng muốn dán cái loại foil nè. Em mày apply lên bên đây nè. Cái này là mình cho hơ khoảng 3-40 giây nha các bạn. Rồi bây giờ em mày sẽ cho hơ lên. Em mày cho hơ khoảng chừng 30 giây thôi. Bây giờ em mày sẽ tháo cái foil này ra. Em mày sẽ cắt cái đầu này nha. Và cái đầu này nó có nhiều nè, các bạn giống nó như sơn thủy vậy. Bây giờ Amy đợi. Các bạn biết á, cái này nè, Amy sơn một cái nước, sơn một nước thôi, cho nó làm cái bay ở dưới trước khi Amy dán cái này lên. Nếu mà các bạn không sơn á, nhiều khi mình giật ra nó bị rách, bị lủng á các bạn. Nó bị rách, nó không ăn hết cái móng á, thì nó có những cái lõm trắng, nó không có đẹp. Rồi bây giờ Amy sẽ bỏ qua tay bên đây. Bây giờ Amy sẽ giật cho các bạn coi nha. Là ngón này em mày giật trước em mày. Em mày ịnh lên như vậy nha. Đó. Khi mà mình sẽ ấn những cái cạnh này nha các bạn. Nhằm khi nó không có ăn hết. Đó. Các bạn thấy. Bây giờ mình mới lót một cái màu mỏng, cái lớp nó tiệp tiệp với cái màu. Với cái màu thôi của mình đó các bạn. Chỗ nào cạnh nó không ăn hết thì mình ấn vô nha. Đó các bạn thấy nó ra giống như sơn thủy không? Rồi ngón bên đây cũng vậy. Em mình cố gắng ken ngay chỗ cái nó có nhiều cái phệt nè các bạn. Cái màu đậm nè cho nó đẹp. Mày đè xuống cái cạnh đó ha. Những cái chỗ nào mà nó cần sót chút đỉnh vậy nè. Các bạn giật thêm chứ cũng không sao, tại vì mình đã có cái màu lót ở dưới rồi. Bây giờ mình giật như vậy đó. Các bạn thấy là Amy đã xong rồi đó. Rồi bây giờ Amy sẽ qua tay bên đây. Amy cũng bỏ cái nước dán cái thôi đó lên. Amy hơ 3 hoặc 40 giây nha các bạn. Để các bạn mà khô, hơ nó khô quá giật nó cũng không ăn dữ nữa. Mà các bạn mà hơ nó còn ướt giật nó cũng không ăn các bạn. Amy cho hơ này nha. Trong khi em mình cho hơi thì bên đây em mình sẽ làm tiếp mấy ngón còn lại cô khách này. Bây giờ ba ngón còn lại này em mình sẽ bỏ kim tuyến ở dưới đầu móng nha các bạn. Thường khi bỏ trên tùy theo khách thôi. Em mình sẽ bỏ dưới đầu móng, em mình kéo lên nè. Các bạn dùng một cây cọ nhỏ riêng biệt ha. Các bạn kéo nó lại lên như vậy, mình kéo từ từ nó lại lên tùy theo kim tuyến ít hay nhiều. Kim tuyến là mình chậm vậy nè các bạn, cho nó đừng có bị trề ra. Nó bây giờ bên đây nó đã xong rồi, em mày tắt máy, em mày chờ, em mày làm xong bên đây em mày cho hơi. Những cái mẫu như vậy nè các bạn, rất bây giờ rất là thông dụng luôn. Mình làm có thêm in khơm mà nó nhanh, nó dễ nữa. Các
bạn thấy cũng như mình kéo ấm rê, mình kéo nó lại lên ha, xong rồi cái mình chỉnh những cái kim tuyến ở đây nè, mình kéo xuống cho nó đều đều một tí. Đó, cái đầu móng hồi nào nó cũng nhiều kim tuyến hơn ở trên đó. Mình chỉnh lại cho cái ship nó chuẩn. Rồi ngón này cũng vậy. À, khi mà các bạn kéo cái loại kim nó rơi như vậy nè, các bạn nhớ kiếm cái loại kim tuyến mà cho nó hơi đặc nha. Lại thành ở cái loại kim tuyến mà nó lỏng, nó không có nó mỏng quá, mình kéo như vậy nó không có đẹp. Mà mình kéo nhiều nước có thể cái kim tuyến nó bị chảy, nó dày, nó cộm. Các bạn thấy là ba ngón em mì đã kéo kim tuyến xong nè. Trước khi em mì cho hơi là em mì hay kiểm lại các bạn, để khi mình nghiêng qua vậy nè là cái kim tuyến nó chạy về một bên, nên em mì kiểm lại kim tuyến nó có chạy động về một bên không trước khi mình cho hơi. Mấy cái đó nhầm khi nó dễ, nó căn bản nhưng mình không để ý, rằng lát mình hơi là bên đó nó bị đóng cục nha các bạn. Bây giờ em mì sẽ cho hơi bên đây, rồi em mì sẽ giật tiếp ngón bên đây cho cục khách. Đây là mình sẽ giật ngón này trước. Đang thấy mình giật xong rồi mình lấy con tay mình ảnh vậy nè, cho nó nằm sát xuống. Rồi bây giờ em mình sẽ ảnh cái ngón này, em mình sẽ kiếm cái miếng khác cái màu nó đậm đậm ha. Bạn thấy mình làm sơn thủy trong vòng 30 giây à. Cái loại này nó có đủ màu hết đó nha các bạn. Bây giờ nó cũng rất là tiện, làm nhanh cho mình nè. Em mì đã xong nè. Bây giờ em mì cũng chia sẻ bên đây, em mì cũng bỏ kim tuyến y như vậy luôn nha các bạn. Giờ em mì kéo kim tuyến lên nè, các bạn thấy không? Mình kéo từ từ ha. Có nhiều cô khách thì bỏ kim tuyến trên ở trên đây kéo lai xuống, còn nhiều người thì thích bỏ dưới đầu móng kéo lên. Nói chung cái nào cũng vậy, nhưng cái nào nó cũng dễ hết các bạn. Thường khi những cái bộ móng nó hơi dài dài như vậy nè, mình kéo kim tuyến nó sẽ đẹp hơn mấy bộ móng mà ngắn quá. Thường khi có nhiều bạn hỏi em về cái cọ này mua ở đâu, thật ra mấy chai nước sơn mình giá lai nó hết đó các bạn, mình rửa lại cho sạch rồi mình xài. Hoặc là các bạn cũng có thể mua những cái chai, nó bán chai thông ở những cái tiệm nail supply của Việt Nam á, như 1 đồng 50 cent về một chai à. Mình về mình lấy cái cỏ ra mình xài. Thấy mình chọn cái màu kim tía nó cũng tiệp tiệp với cái màu nail nè. Các bạn thấy mình kéo ra rất là đẹp không? Em mình vuốt lại đang em mình giữ cái ship nó không có bị tràn nha các bạn. Đó. Bây giờ em mình cũng kiểm lại nó không có động cái gì hết. Bây giờ em mình cho cô khách thì bỏ tay xuống nè. Em mình sẽ cho hơi nha. Rồi cái như cái bàn tay bên đây là em mình đã xong rồi các bạn. Đó.
cũng như bộ móng em mì làm như vậy là em mì cũng tính là 10 ngón dẻ đó các bạn. Em mì lấy tiền theo 10 ngón dẻ nha. Đây là những cái mẫu mà mình không cần phải biết vẽ mình cũng làm được, rất là đơn giản luôn. Đây mình apply cái nước thớp lên. Okay, các bạn em mình apply cái thớt xong mà giờ em mình cho hơi nha. 60 giây bên đây. Em mình bắt đầu bỏ nước bóng bên cái tay này. Các bạn biết sau khi em mình kéo kim tuyến xong em mình cho hơi á, tại vì cái kim tuyến này cũng là kim tuyến treo luôn. Chứ em mình không có xài cái loại kim tuyến thường nên em mình phải cho hơi cho khô. Trước khi em mình apply cái thớt xấu lên. Khi có những phát thơ nó có bị cái lông nè các bạn, nó dính lên á, mày phải lấy cái lông này ra để không thấy nó cộm khi những cái bụi nó bay đồng vòng á. Okay, các bạn bây giờ em mình sẽ cho hơi tay bên đây nè. Bây giờ em mình đã xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy không, em mình đã xong bộ móng của cô khách rất là đơn giản luôn. Hôm nay là em mình chia sẻ với các bạn cách dán mà cái phôi sơn thủy nha, và cách kéo kim tuyến từ đầu móng lên. Bây giờ em mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh, đăng ký kênh ủng hộ em mình nha. Em mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn.